từ những sợi mây trắng muốt, những đôi bàn tay thon thoát đan, kết thành những tấm mây đan mang vẻ đẹp mộc mạc, dung dị. Cùng những sản phẩm mỹ nghệ vừa mang vẻ đẹp truyền thống, vừa có nét hiện đại. Qua bao thăng trầm, những người con Thượng Hiền ngày ngày vẫn cần mẫn giữ nghề mây che đan của cha ông. Để hôm nay, nghề đã không phụ lòng người, mang lại cuộc sống no ấm và giúp nhiều gia đình làm giàu trên mảnh đất quê hương. Khắp đường làng xã Thượng Hiền, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, ngập tràn những cây mây, sợi mây trắng là thứ nguyên liệu thân thuộc với cuộc sống của bà con nơi đây. Thứ nguyên liệu mộc mạc này đã gắn bó với người dân Thượng Hiền từ bao đời nay, cả giai đoạn hưng thịnh, cả thời kỳ khó khăn. Đó là nguồn nguyên liệu của nghề mây che đan truyền thống trên vùng đất quê hương lúa. Nếu trước kia, cây mây được trồng ngay tại Thượng Hiền để làm nguyên liệu sản xuất cho chính địa phương mình, thì nay người dân nơi đây chỉ ươm cây mây giống cung cấp cho bà con các tỉnh miền núi trồng, khai thác và bán lại sản phẩm nguyên liệu cho làng nghề. Từ cây mây tươi, người ta róc cho sạch rồi đem phơi nắng. Sau đó mây được chẻ thành từng sợi nhỏ. Xưa người thợ phải chẻ mây bằng tay, nhưng nay họ đã sử dụng máy chẻ để tăng năng suất và giảm công sức của con người. Những sợi mây được chẻ nhỏ trông mảnh mai nhưng lại rất bền chắc, để cho ra những sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Chúng tôi thì có gần 2.900 hộ với gần 6.000 nhân khẩu. Chúng tôi có thể nói là đến 80% là người dân sản xuất nghề tiểu thủ công nghiệp và sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp. Thu nhập bình quân của một hộ gia đình có thể những tháng người ta làm mây có thể là từ 12 đến 15 triệu là cái mức thu nhập là bình thường. Còn cá biệt có những hộ dùng máy móc sản xuất thì người ta có thể thu nhập từ 5 đến 60 triệu một tháng. Từ những sợi mây mảnh mai, người ta bắt đầu đan trên khung có kích thước tùy theo yêu cầu đặt hàng. Chỉ bằng cách đan theo đường ngang, rồi thêm hai đường chéo là có thể tạo thành những họa tiết đẹp mắt như tấm mây này. Nghề đan không khó, nhưng đòi hỏi sự cần cù chịu khó. Bởi thế mà từ người trẻ đến người già, cả nam giới lẫn phụ nữ đều có thể cần mẫn ngồi đan mây. Người ta có thể tranh thủ làm lúc nông nhàn, ngoài giờ làm ở cơ quan công ty. Nhờ vậy mà mọi thành viên trong gia đình đều có thể tạo thêm thu nhập từ nghề mây che đan này. Cái làng nghề lâu đời rồi, ông cha truyền lại nên là già trẻ gái trai đều làm được. Thế chúng tôi đan thì bắt đầu thì phải căng dài 15 mét, thế rồi đi nóng vuông, xong rồi đi nóng chéo. Sản phẩm thì chúng tôi già rồi thì làm được ngày 150. Hơn 150, còn thanh niên họ làm thì ngày được hơn 200-300. Chúng tôi già rồi, nên là trẻ em cũng làm được, mà già như chúng tôi cũng làm được. Thu nhập thì nó cũng ổn định. Và năm nay có cái mặt hàng này thì coi như cứ ở nhà làm, không phải đi làm xa đấy. Nên là tôi đang làm nông vuông. Nông vuông này thì một sợi quay lên, một sợi quay xuống thì thành ra một cái lỗ vuông. Xong cái đường lỗ vuông này bắt đầu mới đi đan hai lần chéo nữa. Hai lần chéo thì hàng nó mới tròn, thì nó mới xong được hàng được. Sau khi những tấm mây được đan thủ công, được một số hộ gia đình có nguồn vốn lớn thu gom, làm trắng cho chút lại cho thật đẹp và phơi khô. Thank you.
người ta tận dụng mọi không gian để phơi khô những tấm mây được dệt nên từ những đôi bàn tay khéo léo và cả tình yêu nghề của những người con chịu thương chịu khó của Thượng Hiền. Những tấm mây đan như những tấm lụa óng ả buông lơi trong nắng, ánh lên một vẻ đẹp dung dị giữa khung cảnh làng quê thanh bình, như làm bừng lên sức sống cho vùng quê yên ả. Một hình ảnh đẹp đầy thi vị cho mỗi du khách một lần đến nơi đây khám phá nghề truyền thống của vùng đất này. Cái công đoạn là đi mua của dân rồi về thì gia đình còn phải tu sửa lại và nhặt lại vệ sinh các thứ hoặc tẩy cho hoàn thiện với được xuất đi ra nước ngoài hoặc là những công đoạn mà xuất ra cho các nhà mà người ta đang làm thủ công như kiểu là họ ốp đầu giường hoặc là ghế cho các công ty hiện nay là họ đang mua ở trong Sài Gòn hoặc là Hà Nội các thứ như là nước ngoài họ cũng về đây họ đặt họ mua là một là gia đình nhà chúng tôi là đóng gói, hai nữa là đóng công để xuất đi. Ở đây nói chung là toàn dân. Bây giờ là xã Thượng Hiền này thì họ có là người lâu năm rồi, từ thời các cụ để lại cơ. Cho nên là năm nào người ta cũng có việc làm ổn định. Bây giờ ruộng nương thì dân người ta cũng bỏ nhiều, người ta có cấy nữa đâu. Sản phẩm mây che đan của Thượng Hiền từng được xuất khẩu sang thị trường trong khối các nước xã hội chủ nghĩa thời kỳ bao cấp. Rồi có lúc trầm lắng, chỉ còn một số ít hộ trong xã còn giữ nghề. Thế nhưng, những năm gần đây, nghề truyền thống lại có sức sống trở lại trong toàn xã, khiến nghề truyền thống ở Thượng Hiền từ chỗ là nghề phụ, được làm thêm lúc nông nhàn, giờ đã trở thành nghề chính cho hầu hết các hộ gia đình. Mặt làng xã cũng đã khang trang phát triển hơn xưa. Cái người đan thì cái này nó chỉ là chủ yếu là quen tay đi. Thì mình cũng nó thành những cái hậu rất quen đi, hơn nữa là cái mây nó phải đẹp, cái sợi mây đan này nó phải óng, nó phải là nó không, bây giờ thì cái mây nó không đẹp như ngày xưa đâu, cái mây ngày xưa tôi mua tầm mây vườn đó, còn bây giờ người ta mua có thể là người ta mua mây ở rừng sâu ấy, ở bên Lào, bên Campuchia về đấy chứ không cứ Việt Nam mình bây giờ nó cũng hít. Làm cái nghề mây xuất khẩu thủ công này thì riêng cái đan này thì không có máy móc nào có thể là thay thế được. Nhưng mà chẻ ra được cái sợi mây này thì khoảng hơn chục năm rồi ở đây thì người ta đã phát minh ra mà đã sáng chế được cái mây chẻ một cái cây mây đó nó ra thành nhiều sợi và đánh bằng máy. Chứ trước chúng tôi là phải chẻ bằng tay xong rồi kéo qua cái cầu vào bằng tay hết làm như thế. Nhưng mà bây giờ người ta phát triển ra, trước chúng tôi chỉ chẻ được khoảng 25 cân một ngày thì máy móc bây giờ người ta làm nó thể làm được khoảng 3-4 tạ một ngày là chuyện bình thường. Người dân Thượng Hiền giờ đây ngày càng phấn khởi và yên tâm gắn bó với nghề mây che đan của cha ông, khi nghề đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho cuộc sống của bà con. Trong bối cảnh nhiều làng nghề truyền thống đang phải đối diện với sự mai một dần, thì làng nghề mây che đan Thượng Hiền từng ngày phát triển và có nhiều tiềm năng mở rộng, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân là một điều rất đáng quý. Nếu một công này thì cứ thời gian thì không biết được, thời gian không tính được. Nếu mà ngồi ràn thì coi như cũng như là công nhân coi như làm 8 tiếng. Thì coi như là mình ở nhà làm dư 2 tiếng thì muốn công coi như là rồi, coi như là công coi như nếu mà đi làm công nhân ấy là ngày được 23, 24 giờ.
Nhưng làm ở nhà này nếu mà làm dư ra coi như là đến 10 giờ hoặc 10 rưỡi thì coi như là không, coi như cũng đạt được khoảng 300 người. Đấy là coi như là người nọ phụ người kia. Còn trước kia là hai vợ chồng tôi là đi công nhân cả, ở nhà công nhân đấy chứ. Nhưng mà làm cái công mây này từ năm xưa, năm ngoái, năm nay là 3 năm nay. Thì nói chung là mây Tượng Hiền là phát triển mạnh, như là chúng tôi về quay làm này là đỡ phải đi lại mưa gió như ngồi nhà làm. Ngoài đan những tấm mây làm nguồn nguyên liệu cho các doanh nghiệp sản xuất các đồ vật từ mây tre đan, một số cơ sở sản xuất ở Thượng Hiền cũng nhanh nhạy thích ứng với nhu cầu đa dạng của thị trường, đã sản xuất thành sản phẩm hoàn chỉnh là những đồ vật vừa mang nét truyền thống, vừa có tính hiện đại, có tính ứng dụng cao trong đời sống đương đại và mang lại giá trị kinh tế cao hơn. 5 triệu một người. Với vẻ đẹp tối giản nhưng mềm mại và tinh tế của chất liệu mây, cùng sự khéo léo của người dân Thượng Hiền, các sản phẩm mây đan của vùng quê này đã được khách hàng trong nước ưa chuộng và còn được xuất khẩu ra thị trường thế giới, đưa tinh hoa nghề truyền thống của cha ông ngày càng vươn xa. Đến bây giờ thì có thể nói tổng thu nhập của nghề mây tre đan của xã Thượng Hiền nó chiếm tới 70-80% trong cái tổng thu nhập của như vậy là bình quân đầu người trong toàn xã. Đấy là cái thứ nhất. Cái chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thông qua việc có thể tạo điều kiện về những cái quỹ đất, và trong cái điều kiện về tương lai chúng tôi đã có những cái khu đất để quy hoạch dành cho cái khu như vậy là tiểu thủ công nghiệp, mà khi ấy người dân có nhu cầu sẽ sản xuất tập trung. Chúng tôi cũng đang làm tốt công tác tuyên truyền và hàng năm đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp và các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp để lắng nghe ý kiến và tìm cái biện pháp tháo gỡ để làm sao đảm bảo được cái đầu ra cho sản phẩm và đảm bảo quyền lợi cho người sản xuất. Với xu hướng tiêu dùng giảm rác thải nhựa, những sản phẩm thủ công từ vật liệu mây tre đan thân thiện với môi trường ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Xu hướng sống xanh, sử dụng các vật liệu sản phẩm gần gũi với thiên nhiên đã giúp thị trường tiêu thụ sản phẩm mây tre đan ngày càng rộng mở. Giúp cho những làng nghề thủ công như Thượng Hiền ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày một nâng cao và nghề truyền thống của quê hương Thượng Hiền được gìn giữ, góp phần tạo nên sự phong phú cho tinh hoa nghề Việt. Xã Thượng Hiền nằm ở phía đông bắc huyện Kiến Sương, cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 20 km. Vùng đất được bao bọc bởi 4 con sông này là nơi có nghề truyền thống mây tre đan được lưu giữ hơn 200 năm qua. Đến Thượng Hiền, du khách được khám phá nghề mây tre đan, tận mắt thấy được vẻ đẹp của làng quê Thanh Bình cùng những người con quê lúa chịu thương chịu khó, mà còn được khám phá những địa điểm tâm linh giàu giá trị văn hóa.